vừa tổ chức live show comeback, Hồ Văn Cường quên lời bài hát Lòng Mẹ, Ngọc Sơn xử lý quá đỉnh. Nhẹ nhàng đường gôn, và cha kẻ nói, này con yêu ơi. Trải qua bao sóng gió kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, giờ đây Hồ Văn Cường đã bắt đầu quay trở lại sân khấu và tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc. Mới đây, Hồ Văn Cường đã thể hiện ca khúc Lòng Mẹ cùng danh ca Ngọc Sơn tại Ninh Bình, khiến ai nấy đều bồi hồi xúc động. Con đi cách biệt phương trời, nếu có ngày nào con trở lại. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Hồ Văn Cường đã đưa khán giả chìm sâu vào giai điệu êm ái. Không gian sâu lắng của cả khán đài giờ đây được bao phủ bởi toàn bộ âm thanh trong trẻo của nam ca sĩ. Cứ thế, danh ca Ngọc Sơn cũng cất lên những điệu hò làm lay động khán giả. Sự kết hợp hoàn hảo giữa một giọng ca gạo cội Ngọc Sơn và tiếng hát truyền cảm của nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường đã tạo nên phần trình diễn mở đầu vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, đến giữa bài, Hồ Văn Cường bỗng nhiên quên lời, thậm chí nam ca sĩ còn vào sai nhịp khiến khán giả có chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng. Sở dĩ Hồ Văn Cường gặp phải tình huống như vậy cũng dễ hiểu. Sau khoảng thời gian dài tạm gác lại hoạt động nghệ thuật, cộng thêm áp lực của dư luận trước những drama gần đây, có lẽ với màn comeback lần này, Hồ Văn Cường vẫn còn hơi khớp. Nhìn gương mặt lo lắng của quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 khi biểu diễn, cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này. Thế nhưng, danh ca Ngọc Sơn ngay sau đó đã có màn xử lý chuyên nghiệp khi nhanh chóng hát thay Hồ Văn Cường những câu hát ấy. Sau đó, Ngọc Sơn còn tinh tế dùng tay ám hiệu để nam ca sĩ có thể vào đúng nhịp. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được khán giả nhận ra và dành hết lời khen ngợi đến giọng ca gạo cội này. Nhờ vào cách xử lý chuyên nghiệp của danh ca Ngọc Sơn, phần trình diễn ca khúc Lòng Mẹ của cặp đôi vẫn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Bỏ qua sự cố nhỏ lần này, nhìn chung phần thể hiện của Hồ Văn Cường tại sân khấu Ninh Bình đã là một phần đánh dấu trở lại mạnh mẽ của nam ca sĩ. Tại sự kiện lần này, Hồ Văn Cường còn vinh dự song ca cùng anh ba Ngọc Sơn với những tác phẩm kinh điển khác như Tình Cha, Con Đường Xưa Em Đi, Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Có thể thấy, với sự giúp đỡ của danh ca, Hồ Văn Cường đã tự tin, kỹ thuật trình diễn cũng được nhận xét tiến bộ hơn rất nhiều. Trước đó, Hồ Văn Cường cũng từng xuất hiện trong một vài buổi livestream của Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Tại đây, nam ca sĩ đã cùng với anh ba Ngọc Sơn thay phiên nhau thể hiện những ca khúc bất hủ cũng như gửi tới lời chúc tốt đẹp đến khán giả nhân dịp năm mới. Người đàn, người hát, sự kết hợp hoàn hảo ấy đã nhận hàng nghìn lượt xem chỉ sau vài phút livestream. Với sự trở lại đầy ấn tượng này, có vẻ như Hồ Văn Cường đã vực dậy lại tinh thần và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát sau bao sóng gió bất ngờ ập đến. Sự hỗ trợ đỡ đầu của danh ca Ngọc Sơn cũng như Bầu Thụy chắc chắn sẽ còn tiếp thêm phần tự tin cho giọng ca còn thương rau đắng mọc sau hè và giúp nam ca sĩ vững bước trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Danh ca Ngọc Sơn đã nỗ lực mài giũa và giúp Hồ Văn Cường lấy lại những khoảng trống trong kỹ thuật hát. Nhận xét về giọng ca còn thương rau đắng mọc sau hè, danh ca thẳng thắn chia sẻ: Hồ Văn Cường là một giọng ca có âm sắc đẹp và lạ, rất tốt. Vấn đề là phát âm, đây là chuyện rất quan trọng của một ca sĩ. Có lẽ sau một thời gian dài chăm chỉ luyện tập và cải thiện những thiếu sót mà giọng hát của Hồ Văn Cường ngày càng được đón nhận và đánh giá cao. Thậm chí, không ít người yêu thích giọng ca của Hồ Văn Cường còn bày tỏ xúc động đối với lần trở lại thành công rực rỡ này, nhất là khi nam ca sĩ trải qua nhiều sóng gió thời gian qua. Bạn có cảm nghĩ như thế nào trước phần trình diễn này của danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường? Chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!